xịn thế này, tê tê xịn thế này, 93. Má, tay Sam đi, tay Sam đi, đéo được rồi, số 9 Lewandowski. Lỗ tên. Lô. Hôm nay chúng ta sẽ là một ngày cuối cùng của năm 2020. Mọi năm này ngày này thì mình sẽ đi chơi với anh em bạn bè. Nhưng mà thôi, năm nay tôi thấy là nên ngồi với anh em chém gió vui vẻ. Kết thúc một năm nó thật sự là quá nhiều biến động với FIFA 24. Thấy anh Quang xịn không? Ngày đeo là sự kiện gì, ngày gì, ngày lễ gì đó đều ở nhà stream, vẫn cứ ngồi đây stream cho anh em thôi. Chỉ có thể là Quang chứ còn gì nữa. A few moments later. Thông báo về việc thay đổi gói đặc biệt trong sự kiện Super Sale Giáng sinh. Vì lý do kỹ thuật, khi test trên server thử nghiệm, chúng tôi phát hiện game có tình trạng đứng treo khi mở gói vật phẩm theo thiết kế ban đầu, nhằm đảm bảo trải nghiệm tốt nhất cho cộng đồng. Chúng tôi buộc phải thay đổi gói vật phẩm trên để nghiên cứu tìm ra. Ngay sau khi tìm ra nguyên nhân và sửa lỗi trên, và chúng tôi sẽ chọn thời điểm phù hợp để bán vật phẩm này theo đúng giá khuyến mãi đã thông báo 2500 SC và kèm theo một phần quà ưu đãi đặc biệt thay cho lời xin lỗi. Cái câu này nghe nó hơi buồn cười. Rồi tôi phải công nhận, được rồi. Câu này hơi buồn cười thật. Nhưng cái này thì được rồi, thì nó vẫn ra. Đấy, thì nó vẫn ra. Và gọi là tặng theo một phần quà ưu đãi, thì họ chỉ không nói rằng là bao giờ đó thôi. Nhưng mà tôi phải công nhận, tôi không biết là ai chắc gọi là chưa. Đọc nghe nó hơi điêu điêu. Hôm qua thì đấy, tôi giải thích câu rồi, tôi chỉ bảo chứ. Ui, đéo ra, thì đó là 1 triệu để làm đấy. Hơn 1 triệu tiền đã đéo có rồi, ra sự kiện kiểu gì chẳng phải chơi. Tại vì cái quan điểm của mình khi mà vào thẻ và kèo cho các anh em ấy, mình cũng phải chơi một xíu mà. Mình đã chơi nick của anh em thì mình cũng nên sự kiện nào đấy mình nên chơi một tí. Nên là kiểu tôi hay có cái kiểu là chơi xong rồi tôi gọi là đi trước để xem nó thế nào ấy. Mình bản thân mình cũng phải đi xem, ví dụ mình mà đen anh em về sau còn đỏ. Kết lại vụ này, Garena họ đã ra một cái thông báo rằng đêm 31 chúng ta sẽ có một cái gói rất là ngon. Thực sự bản thân tôi nhìn gói đấy tôi hơi khó hiểu tại vì sao Garena họ ra cái gói đấy. Mặc dù nó hơi mâu thuẫn với một vài lần đằng trước, nhưng mà sau họ vẫn không nói gì. Đến đêm hôm qua thì mọi thứ thay đổi. Đúng như tôi suy nghĩ, mọi thứ sẽ thay đổi. Cho nên là tôi đéo bất ngờ gì về cái sự việc này. Và đấy lời xin lỗi của họ cũng xong rồi đấy. Tôi sẽ end lại cái vụ này. Đợi khi nào họ ra gói đấy thì tôi cũng sẽ làm cùng anh em chơi. Cái tầm này năm ngoái ấy, là tôi với anh Tuyền đang ngồi uống bia với nhau ấy. Tại vì các bạn nhớ không, năm ngoái tôi bị mất kênh. Và tôi nhớ rằng thời điểm đấy đúng một người anh duy nhất mời tôi đi uống bia, đó chính là anh Tuyền. Đấy là lý do tại sao tôi chơi với anh Tuyền trong năm nay nhiều như vậy đấy các bạn ạ. Đấy, các bạn nhớ không? Năm ngoái tầm mất kênh, mà cái hôm 31 này là cái hôm ai cũng rất nhiều việc. Ai cũng rất nhiều việc, ai cũng hết việc nọ việc kia. Anh Tuyền hôm đấy anh cũng bảo với tôi là anh ấy bận từ sáng đến tối. Xong hai anh em hẹn nhau đúng 8 giờ đi uống bia. Giờ đấy mình mất kênh rồi. Mất kênh xong rồi tầm này tôi không nhớ là bên online họ có thông tin gì về gọi là việc hợp đồng chưa, hình như chắc là rồi phải. Mình nhớ tầm năm đấy đúng thời mình mất kênh, đúng anh Tuyền anh rủ đi uống bia thôi. Thế nên là các ông cứ bảo sao tôi lại chơi với anh Tuyền nhiều thế. Đấy là cái lý do đấy anh em ạ. Thằng Nét đang nói xấu anh ạ. Thằng đấy bảo nó hôm nào rủ anh đi ăn bún cua nhé em nhé. Viettel à? Cái tờ mà trời ơi. Ôi
nào, let's go. Làm quả công 8 khai màn tối nay nhá. Chơi. TB Raheem Sterling. What the hell? Tại sao lại là Sterling cộng 6? Trời ơi. 80 cộng có GR. Cộng 6 cộng 8. Giờ tôi đang phấn đấu từ giờ đến lúc mà tôi về nhà mới, tôi cài tiền, tôi mua được cái máy giặt chẳng hạn. Đấy, cài tiền donate. Nên là tôi sẽ rất chăm chỉ không ạ? Đó. Mở. GR số 5. Santon, David De Santon. Nói đến Santon thì mình sẽ nhớ về thời FIFA 2 nhiều hơn. Ồ, một màu vàng chóe. Santon với chỉ số 84. Rồi, ok nhá. Lần đầu chơi anh làm gì thì làm. Ui, người chơi hệ dễ tính anh em ạ. Muốn gửi kèo quá mà 5 lần mở 6 đến 8 toàn ra cộng 6 rồi, run quá ạ. Thế thì còn gì đâu mà mất, đưa người ta mở cho. Trời ơi, Pele cộng 5 bên này. Trời ơi, nhìn thấy chưa, 3 tỷ mất. Kiếm đâu ra người nào mở hết như anh. Trời ơi. Nằm mơ chẳng mong, chỉ mong có người yêu kìa. Em ơi làm sao vậy? Hiếu ơi, em đổi cho anh cái quán quả bát đi. Đổi nick ngay. Trời ơi, đã bao không rồi mà đừng có gửi nick lên trên màn hình nữa. Úi giời ơi, cay vãi nồi. Cảm ơn Hiếu, Hiếu đổi ngay cho anh cái pát 2 với cả các thứ đi nhá. Bực thật sự. Ông ấy đùa đấy, ông ấy donate 40.000 là bảo ông ấy đùa. Làm gì có người nào đùa nhiều tiền như vậy được. Trời ơi. Mở. Mười bốn à. Quy Nam Cáp Văn Hồ. Ui, Văn Mo cộng 8. Anh này giờ cũng gọi là cũng hơi tàu ngầm tí nhỉ. Chìm phết rồi đấy. Thành công ấy. Ngày xưa để đến với gói này ấy là mất một đống tiền đấy. Không phải ngày xưa, mới cách đây khoảng tầm 3 tháng nhỉ. Mình được 2 con cộng 8 liên tiếp rồi. Triple kill. Mở. TT Brian Naurup. Yeah. King Silly. À, con này có mùa GR cũng ngon. Con này mùa GR thì được này. Mùa TB, con này có 2 mùa GR TB. GR. Boom. Mở. Cảm ơn Mạnh Trường nhá. Ai đây? Oscar. Ui giời ơi, chết tôi thôi. Bây giờ làm sao để cài từ giờ đến lúc mẹ chuyển về nhà mới, phải kiếm được cái tivi thật xịn. Nào, gói này nhá. Mở. 22. Ông nào đây? Ui dồi ôi, Asamoah. Chết rồi. Còn đúng cái này thôi không ạ? Hôm nào bên thiết kế họ vẽ xong cái nhà, tôi sẽ show cho anh em xem. Thích phết anh em ạ. Rồi, che nhá. Mở. Hy vọng sẽ là một con cộng 8. Từ 8 lần trở lên chúng ta sẽ có chắc chắn chỉ số 100 nếu như cộng 8 rồi. Gardiniker thì bắt buộc. Không, Gardiniker thì cao thì là 90-91 rồi. 90 TT và 91 NHD. Thôi NHD đi.
tê, trời ơi. Cố lên nào. Đừng cộng 6 nữa. Boom. Ôi giời ơi, em lại anh ơi. Hi. Ok. Mở. Đẹp tay. Úi giời ơi. Tại sao lại là cộng 7? À, cộng 6. Cay cú thật sự không nhỉ? Mở. M24 tuyển Pháp Tolisso. Ôi anh Tuyền. Giống anh Tuyền vãi nồi ạ. Rồi ra 84. Hy vọng bạn này sẽ ra được hai con cộng 8 đi. Anh Tuyền. Nhìn giống anh Tuyền vãi trưởng luôn ạ. Tiếp nào. Cố gắng ra hai con cộng 8 nào. Lại 1. Đéo ai lại chơi 1. Rờ xịn thế này. Tê xịn thế này. 93. Mở. Tay Sam đi. Đéo được rồi. Số 9 Lewandowski. Đó là 105 với 11 tỷ Lewandowski. Đấy. Nó phải như vậy. Bú ngay hai con cộng 8. Ba con mới đúng nhỉ. Úi giời ơi. Úi giời ơi. Kenji. Cộng 5 6 tỷ. Đấy. Nó phải vậy. Mở. Quê về. Mình nghĩ là cộng 8 rồi. Ui. Bác này đỏ nhờ. Hai con ngon luôn. 6 thì em mở cho bác con cộng 7 con ngon. Em gã bác đập luôn. Ok. À! 5 tỷ. Úi giời ơi. Thì con này đập sao được? Cô kê nè. Ui 5 tỷ tư. Quay tà thì mắc dính luôn. Ngon nhờ. Quay đập sao được. Ngon đấy. 11:45 rồi anh em ơi. Rồi ok. Cộng 8 nào. TT Zalo rồi à, không phải Zalo. Piloto. Ngon quá bác ơi. Ui bác này ngon đấy. Dụng tiền luôn. Ba lô VTR các kiểu nữa. Thú gì đéo phải là mẹ mình cái ngày cuối năm rồi. Ôi trời ơi. Ôi trời ơi. Anh bảy. 8 tỷ. À, kết thúc và mình cũng sẽ đây có lẽ là buổi stream cuối cùng của mình trên YouTube của năm 2020. Bây giờ mình sẽ sang bên Lono. Dù sao thì cũng cảm ơn các bạn rất là nhiều. Cảm ơn các bạn bên YouTube đã đồng hành ủng hộ với mình suốt năm 2020 vừa qua. Mình hy vọng rằng 2021 thì sẽ có nhiều thành tựu hơn, nhiều sự kiện hơn và nhiều những cái hấp dẫn hơn của phim Valley 4 để các bạn đồng hành cùng mình. À, cảm ơn anh em rất nhiều. Chúc anh em sang năm mới thật nhiều sức khỏe, vạn sự như ý, tỷ sự như mơ, thành công trong công việc, sự nghiệp và các thứ Chúng ta hãy cùng đón chờ vào năm 2021 thật là sôi động của phim Valley 4. Thế thôi.